chị đang đâu đấy? Này, tại sao tự dưng chị lại mất tích? Này này, đừng có mà dại dột vì tình ấy nhá. Buổi sáng tao đi ship hàng chứ đi đâu mà dại dột. Đây, đang đi ship hàng, khách đang đợi đây này. Thấy chưa? Chị đang đi làm thật đấy à? Chả đi làm mà đi chơi à? Tao đùa với mày làm gì? Con Phương này chỉ chết vì đói chứ không bao giờ chết vì tình. Ok. Ok, xác nhận nhá. Này em ơi. Dạ. Chê tiền à? Bảo nhắn số tài khoản cho anh mà mãi không thấy nhắn. À dạ. Đây đây để em nhắn ạ. Anh chuyển cho em 1.845.000 anh nhá. Em nhắn số tài khoản cho vợ anh ấy. Chứ bây giờ anh mà chuyển khoản cho em thì anh bị bùng mất. Dạ vâng ạ. Để em ghi số tài khoản rồi anh... Em tháo giúp anh cái hàng này đi. Dày dợ lòng ngoằng chả biết đường nào mà lần. Anh loay hoay từ nãy giờ đấy. Đây, sợ nhất là vỡ hàng của người khác. Đợi em một tí ạ, đây em đưa, đưa anh nhắn cho. Đưa anh biết số điện thoại của vợ anh cho. Em ghi số tài khoản rồi nhá. Anh gửi cho chị hộ em ạ. Ok. Em nhờ tí nhá. Ui, cẩn thận, vỡ hàng của anh, mất hàng dễ vỡ. Cái này em phải buộc cẩn thận thôi, mày nguy hiểm lắm. Này, này em check xem tài khoản về tiền chưa? Dạ. Em chưa thấy về anh ạ. Ui dồi, mạng mẹo chán thật đấy. Chờ anh tí. Alo, bảo chuyển khoản cho người ta thì chuyển khoản luôn đi, cứ để người ta phải đợi. À, chuyển khoản rồi à? Thế chụp báo cáo kết phiên gửi sang đây nhá. Ok. Đây em chờ tí. Vâng ạ. À đây. Ôi, 2 triệu cơ ạ? Em cảm ơn anh ạ. Anh cho em chụp lại vậy ạ. Ok rồi ạ. Chắc là mạng lag đấy anh, chứ cùng ngân hàng mà. Thế thôi anh về đã. Còn mấy đứa trẻ con ở nhà không ai trông, chúng nó ngã bố không mất. Dạ vâng ạ. Anh đi lên đi ạ, em cảm ơn anh. Anh cảm ơn nhá. Dạ. Anh kiểm tra hộ em vậy à, chứ em vẫn chưa thấy nhận được tiền ạ. Em ơi, anh chuyển khoản cho em rồi mà. Lúc nãy em còn chụp lại rồi mà. Em kiên nhẫn chờ một tí, tiền sẽ về nhá. Dạ. Không thế nhỉ? Chết rồi, bị lừa rồi. Thằng kia, thằng lừa đảo kia, mày ra đây. Mày sống thất đức như thế mà được à? Mày ra đây cho tao. Em đây à? Tuân Ninh Bình chiều nay em chuẩn bị xong hết rồi ạ. Phương à, khách vừa gọi điện báo hủy rồi em ạ. Thôi nghỉ ngơi đi nhá. Tạm thời trong tuần này em lên trực theo lịch thôi, chứ chống tour.